Có ai đi quang rảnh mời ghé vô xem ủng hộ kênh mọi người ơi. Thì dư chủ đề của mình là hôm nay là cái gì? Trần Đình, mình phải ghi cái tên là giáo sư Trần Ngọc Thêm này, Trần Đình Sử ở Thái Bà Tấn này, rồi Trần Đình Sử này. Là những cái người này á, là gọi là giáo sư đấy mọi người ạ. Có học hàm học vị đương hoàng nha, nhưng mà phát ngôn rất là không thể chấp nhận được, khó mà chấp nhận. Như giáo sư là Trần Ngọc Thêm đấy thì nói rằng là đề xuất bỏ khái niệm là tiền học lễ hầu học văn đấy. Rồi Thái Bà Tấn đấy thì là nói rằng là chỉ còn một mong muốn đến tột cùng. À, mong trước khi nhắm mắt thấy cộng sản là cáo chung đấy, đó là Thái Bà Tấn à. Cùng ra rồi nha mọi người. Rồi là đấy là ngạo sứ Trần Đình Sử, là chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có, thật khủng khiếp đấy. Thì chứ mình sẽ phân tích và kèm theo đem theo là những cái bằng chứng cụ thể nha mọi người. Đây, mình cho mọi người xem là cái phát ngôn và cũng như là cái hình ảnh của cái ông giáo sư này nha mọi người. Giáo sư Trần Ngọc Thêm, đấy là cái lời trên này ông ấy nói. Đây, ông ấy nói không biết là bằng gió là học mà có, hay là cái bằng của giáo học hàm là giáo sư của ông này ấy là gió học hành mà có, đồ đạt mà có, hay là bằng cách nào đó thì mình không biết. Đó nè. Nhưng mà cái khi mà đã là giáo sư đấy, có cái học hàm học vị là giáo sư mà phát ngôn kiểu như này á, phát ngôn mà gọi là thiếu cân đóng đó, để mà thiếu uốn lười, thiếu cả chất xám nha mọi người. Đấy, thiếu quá nhiều chất xám trầm trọng luôn. Đấy, thì mình nói rằng với mọi người rằng là mình sẽ đọc giáo sư Trần Ngọc Thêm này. Đấy, mình chưa biết cái cách là kén cái hình này, kén cái tính này lên cái màn hình này chiếm liver, cho nên là livestream trực tiếp, cho nên là mình phải đọc. Giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất bỏ khái niệm tiên học lễ hầu học văn. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng khái niệm trong người, quan điểm tiên học lễ hầu học văn hay hình ảnh coi thanh niên là cánh tay phải không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Là cái ông này làm gì mà nói rằng là không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam? Có nghĩa là tiên học lễ hầu học văn hay hình ảnh coi thanh niên là cánh tay phải trong ngoặc á, thì không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Rửa thì tôi hỏi cái khí mà ông là giáo sư đây nha mọi người, đây là ông giáo sư Trần Ngọc Thêm mà ông phát biểu như thế, thì một cái ông, một con người mà người ta nói rằng là đừng có chế bai hay là chối bỏ, cải bỏ cái lời dạy của cổ nhân, bởi vì người cổ nhân xưa mà nói á là cá không ăn muối, cá ươn, con không nghe cha mẹ thì trăm đường con hư. Thì rõ ràng cái thằng này là nó hư rõ ràng rồi. Nói thẳng từ mặt luôn là giáo sư Nguyễn Trần Ngọc Thêm chả biết cái bằng của hàm học vì giáo sư của ông ở đâu mà có, tôi cũng chả quan tâm. Nhưng con người mà không học ăn, học nói, học gọi, học mờ, thì cái thứ đó có lấy chi mà làm tài, lấy chi mà làm giỏi, mà ông bảo là không cần học. Đấy, ông có phải là ông đã dùng nhầm cái kém đánh răng sách tay từ Pháp về hay không, mà ông phát biểu mà một cách ngớ ngạo như thế. Ông từ ông là đã sai cái kém đánh răng sách tay từ Pháp về, rồi ông treo trọt lên trọt vọt trên cái ngọn cột điện ông ngồi, rồi ông bảo rằng là cái thiên hạ này là bằng nhau cả, cái thiên hạ này là không cần phải học lễ tiền, không cần học lễ mà hầu, không cần học văn, và cái đất nước này không cần là cứ lấy bộ đội hay thanh niên là cái cánh tay phải của đất nước.
Ông bảo rằng là không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Rửa thì lấy ai? Rửa thì tôi hỏi ông là lấy ai? Lấy ai để mà thay cho phù hợp với cái nền giáo dục Việt Nam ngày càng tiến, để mà xó bị kịp, chạy theo kịp với thời đại, cũng như là kịp với cái đất nước, cái trào lưu của cả thế giới. Đấy, rửa thì ông đưa bo đội nón ra hả nha. Ông nói rằng là không cần phải học lễ tiên, không cần học lễ hầu, không cần học văn, và đất nước này tuổi trẻ không phải là rương cột. Thì trông vào những cái thứ như ông ấy, trông vào, chỉ trông vào những cái lời nói như của ông, và trông vào những cái thứ là những cái thứ ra cổi, ra căn cổi như ông ấy để mà xây dựng đất nước à, thì đất nước sẽ đi về đâu? Đó là một giáo sư mà ăn nói ham hồ, quá là ham hồ. Ông Trần Ngọc Thêm ạ, tôi là một con dân đen nhưng mà tôi phản biện với ông như thế đó. Bao giờ cũng như bao giờ là tuổi trẻ luôn là rương cột của đất nước, luôn là tương lai và cũng như là sức khỏe của đất nước. Vừa là cống hiến mà vừa là cái tuổi trẻ đó còn là gọi là giống như là con sinh sản ra bao nhiêu là cái thế hệ mà cho là để sản sinh ra là rất rất nhiều là nòi giống để làm rương cột cho đất nước sau này. Chứ trông mong gì vào những cái người mà gọi là học hàm mà giáo sư mà phát ngôn là ngông cuồng như ông. Một câu nói mà tôi nghĩ rằng là không bằng đứa trẻ đâu. Đường đường là học hàm là giáo sư mà ông nói không bằng là trẻ trâu. Đấy, nếu không nói là phạt đám hay là có con có một cái ủ mưu gì cả. Ông nói kiểu này ấy, khác gì mà ông chịu là đưa mặt trương cái mặt của ông ra cho thiên hạ người ta phỉ nhổ vào cái mặt của ông. Chưa bao giờ cho dù bất kỳ ai giàu cỡ nào, đấy, mà nếu mà không thì đứa nào, bất kể đứa nào mà tiền không học lễ, hầu không học văn á, thì đứa đó có núi của núi vàng, có núi vàng biển bạc của cha mẹ để lại á, thì hắn cùng lá liếm hết trơn. Hắn cũng làm cho cái giá sản của cái giá căng nhà hắn là tiêu tán hết trơn đây ông ạ. À. Một con người mà nếu không cần học lễ tiên, không học lễ hầu, không học văn thì làm được cái quái gì cho đời? Mà ông nói như một cái thằng ngáo. Cái học hàm của ông là giáo sư thì ông phải nói cho đúng tâm với cái giá trị, với cái bảng giá là học hàm giáo sư của ông chứ. Hay ông nói như thế này là để cho người dân mất lòng tin. Đấy, đường đường là giáo sư mà anh nói gọi là giống như kiểu người ta nói là vô phép tắc đấy, vô không biết là giống như kiểu là người thiếu học, gọi là vô học luôn chứ không phải là thiếu nè. Đó, đường đường là đứa trẻ con mà khi đẻ ra bập bè mà biết là mẹ gọi cha đấy, thì người ta bất kỳ ai cho dù dốt nát cỡ nào, đấy, gặp đi bố mẹ thông minh hay bố mẹ dốt nát thì cũng biết là bảo con là chào mẹ, chào cha, chào ông, chào bà. Nếu đứa bé đó nó gặp ai đó. Đấy, chứ dư con ông con bảo rằng là tiên học lễ hầu học văn là lỗi thời rồi, là không phù hợp với cái xã hội này. Rửa thì ông có gì hay? Nha, ông có gì hay hơn? Để mà cải lại các cái bậc cổ nhân xưa đã dạy đấy, ông có gì hay hơn để lễ là bỏ cái chuyện học lễ hầu học văn. Con người không cần lễ phép, không cần là nói chuyện cho hay, mà có nghĩa là đi thi hoa hậu như cái mùa vừa rồi đấy. Để khoan, mình nói một cái ní rồi mình nói đến cái chuyện là cái nội dung đằng sau ní nha mọi người, là cái gian hóa hậu mà gọi là chấn dài hơn là chấn dài tới nách, mà não thì ngắn như là quả mua, não thì nhỏ như quả mua. Đấy là do
những cái người kẻ như thế này đào tạo ra đấy. Đấy, thì dự ở đấy á, ông nói rằng là hãy hình ảnh coi thanh niên là cánh tay phải, không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Rửa thì lấy cái cánh tay ra, ra lão như ông để mà không lấy cánh tay phải, không lấy những cái không lấy những thanh niên, cái tuổi trẻ của thanh niên đấy là cái gương cột của đất nước. Rửa thì lấy ai? Lấy ông à? Ở đây ông, cái phát biểu của ông đang là rất là sai, rất là thiếu trách nhiệm với cái học hàm của ông. Đó, tôi chả cần biết ông làm cái chức gì, nhưng chỉ cần cái học hàm của ông là giáo sư mà nói như là một thằng trẻ trâu, một đứa trẻ chăn trâu. Đấy, đừng có cài những người, những cái lời cổ xưa của các cụ, của các tiên nhân, của các bậc tiền bối. Ông chưa đủ trình, nghe chưa? Ông chưa đủ tâm, mà tâm thì lại càng không có. Cho nên á, ông đừng có cài các những cái lời hay ý đẹp của các bậc tiền bối ngày xưa để lại nha. Và cái cử của ông ấy chưa thay được, cái cử của ông chưa làm được cái gì, chưa thay được đó. Chỉ máy ra là được 0.001 cái minh lý, cái còng lông của các bậc cổ nhân xưa thôi. Cho nên ông đừng có tí tuê. Đấy, đừng có lồng ngôn mà nói rằng là cái xã hội này á, không cần là tiền học lễ hầu học văn, hay là đừng có coi, hay là coi thanh niên là cánh tay phải, là coi như là cái gì, không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam ngày nay. Rửa, ông có thể là về ông nói về con ông trong cái phạm vi của gia đình ông đấy, chứ ông đừng có nghĩ rằng là xã hội cũng như thế nha. Xã hội đấy rất cần, nếu như con ông mà nó chửi ấy, ấy thì cái này mà ông một là một giáo sư, là đương đương là một giáo sư mà ông nói, ông phát ngôn ra là lên mạng xã hội cái cử như này, thì cái con ông, con cháu ông ở nhà mà không chửi vào cái mặt ông thì tôi mới là lạ. Đấy, con cái ông mà không chửi vào cái mặt ông mới là lạ. Đấy, và có thể ông hoặc con ông không cần phải là tiên học lễ hầu học văn, mà những xã hội vẫn rất là cần nha, con cháu chúng tôi rất là cần, nghe chưa? Ông nên tém cái mồm thối khẩm của ông lại đi, nếu không nói gì được cho hay, cho tốt, cho đẹp hơn, cho để cho xã hội này đẹp hơn á, thì ông đừng có nên nói theo cái kiểu mà gọi là giống như là hả hơi độc á. Tự dưng nói một cái giống như kiểu là nói khơi khơi thì chả có cái giá trị gì hết á, thì nên trả cái bằng giáo sư đi. Đấy, ông nên trả cái bằng giáo sư, cái học hàm giáo sư của ông đi. Cái giáo sư này là thực ra là chỉ là ngạo sư thôi, mới ngống cuồng, mới lồng ngôn như thế. Con cái ông có thể không cần tiền học lễ hầu học văn, hoặc ông, bản thân ông có thể là không cần tiền á, là trước ở tiền học lễ hầu học văn, có nghĩa là tiền ở đấy là trước và hầu là sau nha mọi người. Thì trước là học lễ phép, sau là học văn để đối đáp, giao lưu với người. Đấy, thì có thể là ông không cần. Chẳng những là con cháu ông không cần, mà có thể là bản thân ông cũng không cần học lễ, trước cũng không cần học lễ, hầu cũng không cần học văn để mà đối đáp với cha mẹ nhà ông. Ông có thể là chửi bới, lăng mạ, sỉ nhục cha mẹ nhà ông, thì đó là quyền của ông nha. Ông Trương Ngọc Thêm, giáo ngạo sứ Trương Ngọc Thêm. Chứ con thiên hạ và con cháu chúng tôi là rất cần, chứ không thể mà nghe những cái loài ngạo sứ mà vú vơ mà lồng ngôn như thế được. Ông không cần thì có thể là ông cắn, thì ông
nội quy nội phạm vi là đừng vượt quá cái phạm vi là gia đình của ông. Còn xã hội nha, chúng tôi là khác. Chúng tôi cần là con cháu sinh ra là phải được học trước Tết, là phải học cái tính lễ phép. Sáu lớn dài nói được dài cấu rồi là phải học văn, học cách đối đáp, học cách nói năng để xả giao với xã hội. Chứ không đổ cơm vào máng mà ăn như ông. Nghe chưa? Chúng tôi là con người. Chúng tôi là con người và cả là hơn 8 triệu dân Việt Nam ấy đều là con người và họ rất cần bất kể ai. Như ngày xưa là bác Hồ đã nói là 70 chưa đuôi chưa què đấy, chớ khoe mình tròn, và 70 rồi vẫn cứ học nửa học mãi, học đến khi mà xuống lỗ rồi vẫn còn phải học, cũng chưa đủ để mà đối đáp với xã hội. Nửa là dư mà nói rằng là đường đường là học hàm giáo sư mà nói rằng là không cần phải học lễ, trước học lễ học văn, là tiên học lễ hậu học văn, rồi không cần lấy thanh niên là làm cánh tay phải. Anh nói ông học giáo sư mà nói như con bò đội nón. Thật, tôi nói đây, nếu đấy ai nói rằng đấy là giáo sư thì không biết có phải là mình trốn được trên mạng nha mọi người. Thì cái tin này không biết là ông ấy có phải là giáo sư thật hay không. Nhưng mà nếu học hàm là giáo sư mà phát ngôn như thế này á, thì cho mình chửi á, cho mình nói một câu á, là đừng có xúc phạm chúng tôi, đừng có xúc phạm những con người mà 8 triệu dân Việt Nam. Ông ăn cơm và ông đổ cơm vào mạng ông ăn là chuyện của ông nha. Chứ còn là hơn 800 triệu dân Việt Nam á, là chào út cùi bắp nha, 800 triệu dân Việt Nam đấy, là có cả út cùi bắp đấy, có cả thì Mỹ Liên Lê là đều ăn cơm bằng bát, bằng đũa, chứ không ăn cơm bằng máng như ông nha. Cho nên chúng tôi vẫn cần, và con cháu chúng tôi vẫn cần là tiên học lễ hậu học văn, bao giờ cũng như bao giờ. Và kể như tôi đây dư già 60 tuổi rồi, tôi vẫn đang phải học. Tôi vẫn đang phải học. Thì tại sao ông nói là ông không cần phải học? Đấy, giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất bỏ khái niệm tiên học lễ hậu học văn. Đấy, giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng khái niệm trong người quan điểm tiên học lễ hậu học văn hay hình ảnh coi thanh niên là cánh tay phải không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Về đâu? Đấy, nếu như đất nước không lấy thanh niên làm, không lấy cái tuổi trẻ của thanh niên để làm rương cột, làm tương lai cho đất nước, thì lấy những kẻ như ông mà làm rương cột cho đất nước, thì đất nước sẽ đi xuống vực là cái chắc. Giáo hư à. Cho nên á, lồng ngốt vừa thôi. Nếu mà có lỡ mà xài kém đánh răng sách tay từ Pháp về á, thì đắp chăn mà nằm cho nó lành. Nghe chưa? Chứ già rồi đây học hàm là giáo sư mà nói ngu như đứa trẻ trâu. Đấy. Chứ còn những cái loài mà có học hàm là giáo sư như thế này, mà lồng ngôn như thế này, ngông cuồng là như thế này, phát ngôn ngu dốt như thế này, thì nó phá hoại đến ghê gớm luôn. Thì cái sức phá hoại của nó, cái sức ảnh hưởng của nó đến không tưởng luôn. Chứ không phải là chỉ đau được mất cây mít hay đau mất cây chuối đâu. Dư sang mình thôi dư cho hết cái thằng ní nha mọi người. Dư sang mình nói đến cái thằng Trần Đình Sự.